Vâng, sau đây em cũng test con âm lên mà răng BM74D xuất hiện hoa hồ nhà đẹp thiếu mỗi tuần shop gửi cho anh Luận ở phường Trung Thành Oai Hà Nội nha. Thì trước khi mà vào test con này thì em cũng hướng dẫn bác sơ qua để bác xem video, sau này mình về mình nhận hàng mình có thể sử dụng cho nó thoải mái. Thì đây là phần phía trên là bát trép, tại vì cái dòng này nó chính bát trép cho hai kênh nha, có nghĩa là cái loa này là trép bên này, cái loa kia là trép bên kia, nó riêng biệt nha các bác. Bát là hai lớp phía dưới đấy. Bát hiện tại em để là hướng 12 giờ này, các bác sẽ thấy nha, và trép đang để hướng 12 giờ luôn. Chúng nó chỉnh rồi mình nghe nó sẽ cầm toàn chúng ta phải ăn ra đấy. Còn cộng một cầu hai này, loa cộng một cầu hai này có AB luôn đấy. Lo nét chúng ta ăn vào, mono chúng ta không ăn vào, ăn vào thành mono, còn nhả vào thành treo. Cái đám này chúng ta chỉ cần ấn vào nút loa nét thôi nha, nét là âm thanh nổi để tăng cường hệ thống âm thanh. Còn ba nấm này cũng không có ấn vào, cái dòng này là không ấn vào, chỉ ấn hai cái cầu loa thôi. Rồi thì cổng CD và phono tuner AUX vân vân, thì chúng ta kém cái đường nào thì phía sau em đang kém đường AV là kém vào đường CD, chúng ta để cái phần CD này, còn cái này để chính giữa luôn, chữ sau ri này, âm bên nào cũng phải để chỗ này mới hát được nha. Vậy ngoài đây là không hát nha, sau ri hay là ba lăng trái phải, tí nữa là mình thường trải nghiệm sau. Rồi sau đây em sẽ vành volume và nó sẽ hoạt động. Đấy. Ba lăng nha. Đấy. Bên kia đang hát. Tí nữa em sẽ có video que vẫn rất là tầm tiền, nếu các bác phối ghép vào con Marantz 74D rất là tuyệt vời để mình nâng tiếng lên hệ thống âm sắc, mình có thể mình can thiệp vào bản nhạc rất là nhiều. Marantz EQ551 và 515 đều đồng giá với nhau, hàng cực đẹp nha. Các bác đón xem một video giới thiệu hai sản phẩm này rất là tầm tiền. Huế hoàng thành mưa long lanh gỡ
biết tại sao các bác biết tại sao em để video rất là lâu không? Thường em test 2-3 phút tại vì khá là bất ngờ khi con Marantz 74D ghép với L100 Canary thẳng hàng cho ra tiếng khá là tuyệt vời, khá là hay. Với phân khúc cỡ tầm 10 triệu mà đánh L100 Canary thẳng hàng hay quá.